Anh Quân, anh thích con gái hay con trai vậy? Ý của tôi là khi mà anh Quân có vợ á, anh Quân thích vợ của anh sinh con gái hay con trai cho anh? Còn tôi á hả? Tôi thích sinh con gái thôi. Sinh con gái tôi có thể chải tóc cho nó nè, làm đẹp cho nó nè, mua quần áo đẹp cho nó mặc nè, chân diện cho nó nè, nó nhõng nhẽo thấy thương lắm, như là búp bê vậy đó. Cưng lắm. Nhưng tôi chỉ sợ sinh con gái ra nó giống tôi thì khổ lắm. Thôi cô đừng có nghĩ ngợi nữa. Bây giờ quan trọng là cô phải nghỉ ngơi để cho có sức khỏe. Trời ơi, tôi nói vậy thôi chứ tôi đâu có sao hết á. Anh Quân, tôi quên nói cho anh nữa. Hồi sáng này tôi đọc báo á, tôi thấy có cái công ty kia kìa, nó tuyển người làm nhân viên tiếp thị hàng hóa trong siêu thị á. Tôi thấy công việc cũng nhàn lắm, cho nên tôi định ngày mai đi phỏng vấn. Công việc đó phải đứng cả ngày, làm sao cô làm được? Thì cũng hơi cực, nhưng mà nhờ vả anh hoài tôi thấy ngại lắm. Lòng tốt của ai cũng có giới hạn mà. Hay là gì? Cứ coi như là mỗi ngày cô giúp tôi dọn dẹp nhà cửa đi, xong rồi đến tháng tôi trả lương cho cô. Như vậy là sòng phẳng đúng không? Cô cũng đỡ ngại mà tôi cũng được ăn cơm ở nhà. Trời. Quyết định gì đi ha. Như vậy có kỳ lắm không? Tại tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà của anh rồi. Thôi không sao đâu, dù gì thì cô cũng đã dọn dẹp nhà cửa cho tôi rồi còn gì nữa. Đừng có ngại. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh Quân. Anh ăn cơm nè. Anh ăn thịt đi. Anh ăn cà nè. Anh thích ăn gì nữa không? Em nấu cho anh ăn. Dạ chào cô. Bữa nay cô đi chợ sớm vậy cô? Không, còn cho tôi ghé nhà thằng Quân, chút nữa đi làm để không gặp. Dạ dạ. Trời ơi, bác có nhận ra con không? Cô là... Hôm bữa con gặp bác ở trong chùa đó. Thì ra cô là cô gái trả tôi điện thoại hôm đó. Dạ. Bữa nay trông cô khác quá, tôi không nhận ra. Tại con đang mang thai. Chắc là bác cũng nhìn ra mà phải không? Con so hả? Dạ. Chúc mừng cô nha. Con cảm ơn bác. Con tới rồi, con ra nha bác. Bye bác. Ủa bác, bác cũng ở tầng này luôn hả? Bác ở bên này hay bên này? Tôi ở bên này. Con cũng vậy luôn á. Cô cũng ở đây? Dạ đúng rồi, nhà con ở đó đó. Nhà phía bên này? Dạ đúng rồi, cái nhà này nè. Nhà cô? Dạ. Không, nhà ông xã của con. Sao? Con mới dọn về đây có vài tháng hả? Ông xã cô? Dạ đúng rồi. Ông xã con. Bác sao vậy bác? Bác bị say nắng hả? Bây giờ con cạo gió cho bác nha bác. Bác. Ủa? Làm sao ta? Sao kỳ vậy? Tự nhiên nghe mình có chồng xong cái chóng mặt choáng bỏ đi luôn. Ai vậy ta? Chết rồi. Có khi nào là người quen của ông Quân không? Nếu mà như vậy là mình gây quả nữa rồi. Trời ơi Gia Linh ơi, sao mày hậu đậu quá vậy? Biết nói sao với ổng đây. Cô ủa sao cô ra sớm vậy? Hay cô để quên gì trong xe hả? Để con chạy ra con lấy. Cậu đi lấy xe đi. Cô bị trúng gió hả cô? Tôi đã nói là cậu đi lấy xe đi. Dạ. À, chị dám hù em hả? Em thấy hết trơn bóng của chị rồi. Minh Minh đang vẽ gì á? Thôi chị coi với. Mà em vẽ ghê lắm. Ghê thì chị mới coi, chứ đẹp á chị đi qua phòng tranh coi, chứ ai thèm coi tranh của Minh Minh. Mà chị hứa nha, đừng có cười em nha. Ok, chị xin hứa. Chị hứa đó. Dạ, đẹp mà Minh Minh. Mà sao thấy em toàn vẽ lưng không vậy? Chứ em có biết mặt ba mẹ em là ai đâu mà em vẽ hả chị? Ừ thì cái lưng nó cũng có cái đẹp của cái lưng mà. Mai mốt á, ba mình muốn vẽ mẹ thì vẽ mẹ Tam Đan, còn ba là ba Minh Phát. Hả? Được chưa? Dạ. Phương Anh. Ủa cô? Mọi thủ tục cô đã làm xong hết rồi. Con gái, con đang nói chuyện gì với chị Phương Anh vậy? Cô ơi, giờ mình về nhà trước hay là vô bệnh viện hả cô? Hay giờ con gọi cho chú nha? Thôi. Mà con không hiểu cậu Quân làm gì mà cô bực cậu Quân dữ vậy? Bình thường cô hay đứng về phía cậu Quân lắm mà. Cậu nói ít được không? Lòi lấy xe đi. Dạ. Chú thấy đó, đáng lẽ ra khi phát hiện sự cố thì phải cho xuống đèn và mở màn lại. Để con nhỏ đó ngang nhiên nhí nhố, thiệt mặt mũi con không biết để đâu nữa. Thôi, cái vụ lôi thôi trong cái dạ hội quá trang á, rút kinh nghiệm tới đây là đủ rồi. Ít ra những lôi thôi vừa qua cũng làm cho báo chí ồn ào. Dạ, cảm ơn anh đã bỏ qua cho tụi em. Sẽ không có lần sau nữa đâu anh. À, mà lần này thì mình còn một con cờ chưa dùng đến anh. Nè Minh Tú nè, gặp cô gái đó thì chuyển giùm tôi cái danh thiếp. Và nói với cổ gọi điện thoại trước cho tôi. Thôi, kết thúc cuộc họp ở đây. Cậu đi theo tôi. Dạ. Con cờ cậu nói là cô nhà báo trẻ trước đây đúng không? Trốn luôn rồi à? Tính sau đây. Cô ta nợ tôi một kèo đó nha. Dạ. Sau khi nhận phong bì của mình á, mà mấy tấm hình của Minh Tú và Kim Thanh được đăng trên các báo khác, thì cô ta không dám đến đây làm mình làm mấy nữa. Nhưng sau đêm vũ hội hóa trang, cô ta đã liên lạc điện thoại với em rồi. Ừ thôi, Dằn mặt như vậy là đủ rồi. Dạ. Không cần phải triệt để lắm đâu. Cái loại như vậy thì còn dùng được. Ừ. Dạ. Thôi tôi có hẹn với mấy đứa cháu ra ngoài. Dạ. Cậu cứ về phòng làm việc đi nha. Dạ thôi để em nói thư ký gọi xe cho anh. À thôi khỏi. Tôi dặn rồi, xe đang chờ. Dạ. Chào ông chủ tịch. À chào cô. Bữa giờ Lobo đi với đoàn phim, vừa liên hoan phim nước ngoài nên không thể ghé thăm ông được. À. Ông khỏe không? Cảm ơn cô. Nè, cậu phải tiếp khách quý cho chu đáo nha. Dạ. Cảm ơn cô đã đến nha. Dạ, chào ông. Không, nhà ông xã của con. Con mới dọn về đây có vài tháng à. Quân hả? Dạ, con đang họp mà, chút xíu con gọi lại cho má nha. Quân, Quân, nghe má nói đã. À, sorry, má tôi gọi. Sao? Nói tới đâu rồi? Tình hình á, là không có gì khả quan. Từ các số liệu điều tra của công ty nghiên cứu thị trường, học sinh cấp 2 trở xuống á, rất ít em nhận ra đó là nhân vật từ tranh Đông Hồ, trừ Bước Hướng Dừa và Đàn Lợn Âm Dương. Em xin lỗi nha, nhưng mà sự thật nó như vậy á. Nhưng mình có cần chăm chăm vào những số liệu điều tra đó không? Nhưng mà không có những số liệu điều tra đó thì rất khó cho phòng marketing của em đi chào tài trợ. Kịch bản có rồi, phác họa nhân vật cũng ok, khách hàng xem xong cũng gật gù. Nhưng mà khổ nổi là họ nói thị trường này mới quá, họ không biết phản ứng khán giả ra sao. Với lại thị hiếu bây giờ của khán giả rất là khó lường, cho nên phải có những con số thống kê cụ thể đó thì sẽ dễ thuyết phục họ hơn. Nhưng mà các số liệu đó lại không đứng về phía mình mới chết chứ. Sáng nay sếp nói sao? Sao trắng gì nữa. Sếp nói là trong vòng 45 ngày nữa mà dự án không đi tới đâu là sẽ bị chấm dứt. Ông nói hình như đã dạ dột khi chấp nhận cho tụi mình triển khai dự án này. Ông còn nói cứ yên phận gia công cho người ta thì ông vẫn trả lương đầy đủ cho ba tụi mình. Bây giờ mình không cần quan tâm đến những số liệu điều tra đó nữa. Trong số những khách hàng ông gửi hồ sơ đó, em nhắm có được bao nhiêu người đã chấp nhận đầu tư cho mình rồi? Khoảng 10% mà. Tại vì trong đây em không có gì để thuyết phục họ. Không lẽ em đem mấy cái demo quảng cáo đi thuyết phục? Hay là mình tự bỏ tiền túi ra đi, mình làm trước một tập, sau đó mình mang đi chào tài trợ thôi. Trời ơi, lỡ thua thì sao? Ai nuôi em? Ở nhà em cũng phải trả tiền điện tiền nước cho má mi em đó. Trời ơi. Rốt cuộc nhìn đứa nào đứa nấy bây giờ giống như mấy con hoạt hình vậy đó. Ăn trưa không? Mày ăn trưa không Vân? Nghe nói lần này Kim Thanh lại diễn hài kịch đúng không? Không biết sau lưng có bàn tay ai đạo diễn không đây? Nếu ai cũng thông minh như cô thì công việc của chúng ta đã suôn sẻ rồi. Lần này tôi nhờ cô viết về đêm hội hóa trang vừa rồi theo kiểu biến hóa nó, từ sự cố trở thành một bài khen. Đại loại như là do ban tổ chức có ý đồ như vậy, chứ không phải là nhầm lẫn diễn viên đâu. Bên tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi đâu. Ok, khi nào tôi viết xong bài tôi sẽ gửi mail qua cho anh đọc trước. Mà nè, anh có hình của con bé mà hôm bữa người ta nhầm với Kim Thanh hay không? Khuôn mặt sáng sân khấu lắm đó nha. Hôm đó ai cũng nghĩ đó là gà mới của bên anh không chứ. Ok, tôi sẽ nói với nhân viên để xem lại rồi gửi cho cô sau. Ok. Vậy thôi tôi đi nha. À khoan đã, Minh Phát á, đã nhìn nhầm người rồi. Kim Thanh không phải là gương mặt tốt đâu. Đẹp nhưng tráo trở. Mau mau mà thay người đi, nếu không một ngày nào đó chó quay lại cắn rách quần đó. Tôi đi đây. Chào ông. Chà, hôm nay Minh Phát đâu có tin gì mới đâu. Hay là chị lên lấy lương hả? Wow, nếu vậy chắc tôi phải bỏ nghề đi làm nhà báo quá. À không, hôm trước tôi nghe nói có người phải đi kéo màn cho người khác mở màn, ê chề lắm. Bởi vậy tôi tò mò quá, qua đây xem thực hư thế nào. Vậy sao? Chuyện nhỏ vậy mà một nhà báo lớn cũng phải cất công đi lùng sục sao? Nè cô em, chuyện nhỏ hay to là do đây nè. Nóng nảy như cô em không làm nghề báo được đâu. Nhưng chắc cũng gần đến lúc phải đi kiếm nghề khác rồi đó. Chào người đẹp. Thiệt tình, viết chuyện tào lao không? Gì tào lao ngoại? Thì đây nè, đọc mỏi con mắt rồi cuối cùng mới thấy nó phê phán cái phim vậy nè. Mặc dầu đâu đó cũng còn có nhiều hạt sạn, nhưng phim đã mang lại một thông điệp mới về tình yêu của tuổi trẻ. Đó, nghe coi, quê vốn không? Vậy chứ viết sao mới có lời hả ngoại? Tao không biết, nhưng mà nếu bữa nào ngoại đi đâu về á, cái mày hỏi ngoại đi đâu về đó, vui không? Rồi tao trả lời vậy nè, mặc dầu đâu đó ở ngoài đường cũng còn có nhiều chỗ chưa đẹp, nhưng ngoại vẫn thấy ok. Tao trả lời vậy đó. Biết ngoại đi đâu không? Mày biết tao vui hay buồn không? Trời đất, vậy mà trớt quớt vậy ngoại? Thì đó. Ngoại mới nói gì đó? Thì đó. Ngoại, trước giờ con đâu nghe ngoại nói từ này đâu. Thì đó. Ngoại học của một người bạn. Điện thoại kìa sếp. Alo Tú, chuyện đã tới nước này mà con còn nói vậy được sao? Sáng nay bác qua nhà thằng Quân, chính miệng con bé đó nói rằng nó đang mang thai với thằng Quân. Nó tưởng bác là hàng xóm nên cứ tự nhiên nói rằng đây là nhà chồng con. Làm gì có chuyện đó. Tụi bay coi bác là con nít hay sao? Chính miệng nó nói ra thì làm sao bác nhầm lẫn được. Con xin lỗi bác, nhưng sự thật không phải vậy đâu bác. Chắc chắn có sự hiểu lầm. Thằng Quân nó làm sai, nó không dám nói đã đành, ngay cả con cũng giấu bác. Tụi con làm như vậy là sao? Bác không nói là không thích, nhưng có ai cấm cản đâu mà tụi nó phải làm như vậy. Con xin lỗi, chuyện cái thai của anh Quân là con không biết thiệt. Từ sáng tới giờ gọi điện mãi cho thằng Quân mà không được. Thiệt là con với cái. Chuyện đã như vậy thì phải nói cho ba má biết chứ. Nó ở nhà có ai cấm cản nó quen người này người kia đâu mà nó làm như vậy. Không biết bác trai biết chuyện thì sẽ ra sao đây. Đâu phải chuyện gì của anh Quân con cũng biết đâu bác. Chuyện cái thai là con cũng vừa nghe bác nói. Hèn gì hết lần này tới lần khác tìm cách giữ bà chằn đó ở lại. Con phải tìm anh Quân hỏi cho ra chuyện. Rồi, cảm ơn cô. Hôm nay gọi con ra, chú có ý muốn hỏi con. Thật ra thì cha con lo cho con cũng đúng. Con thử đặt mình vào vị trí của cha con. Có đứa con trai duy nhất, mà nhà thì không ở, sự nghiệp thì không theo. Ở vị trí đó chắc con cũng không ưng lòng. Dạ thưa chú, thật ra thì con cứ để cho chú nói hết. Con coi đi, con nhà người ta, đâu phải ai dễ dàng cũng sang Mỹ học. Khi con qua đó, bên này ai cũng đinh ninh con sẽ học quản trị kinh doanh. Ai ngờ con chọn bên thiết kế tạo hình 3D. Thôi thì cứ coi là cho con làm theo ý thích của con đi. Nhưng mà về nước mấy năm rồi còn gì, phải làm cái gì đó hoành tráng chứ con. Chứ con cứ làm thuê như vậy, chú không phải là người sinh ra con, chú cũng thấy sót. Con cảm ơn chú, dù bận bịu mà còn lo nghĩ cho con. Không theo sự nghiệp của cha, con cũng áy náy lắm. Nhưng con thấy mình không đam mê lĩnh vực đó lắm. Con không yêu nó như ngày xưa cha con đã yêu cái nghề của nội con. Con thử hỏi chú, mình làm cái gì đó mà mình không đam mê, không yêu, thì làm sao mình có thể đủ tự tin để mà sống chết với nó? Nhưng cái gì con đang theo, nó sẽ làm cho con sống hay chết, con tính toán được không? Thật tình thì chú cũng mong con có thể về giúp chú một tay. Tập đoàn đang mở rộng sang truyền thông và phim ảnh. Chú cần một người như con. Con cảm ơn, nhưng hiện giờ con chưa nghĩ đến điều đó. Con vẫn muốn theo đuổi dự án phim hoạt hình với dòng tranh dân gian của con. Ok, vậy con có tự tin với dự án đó không? Con tự tin. Vậy chú sẽ cho con một cơ hội. Ý chú là chú sẽ tài trợ cho dự án của con. Nhưng nếu thất bại, con phải về làm với chú. Ok? Dạ được, con đồng ý. Dạ, con xin lỗi chú, con nghe điện thoại. Alo. Alo, anh Quân hả? Ừ, anh đây. Em muốn gặp anh ngay bây giờ. Bây giờ không được, anh đang ngồi với chú Phát. Vậy thôi. Ok, tôi gặp nhà chỗ cũ ha. Bye anh. Bye em. Rồi, đàn ông đại trượng phu nói phải giữ lời đó nghe. Dạ, con cảm ơn chú. Phải gì vậy mà anh cố tình che giấu mọi người? Khi nào gặp cô gái đó thì chuyển giùm tôi danh thiếp và nói gọi trước cho tôi. Hôm nay á, cô Tam Đan đã hoàn tất thủ tục nhận nuôi bé Minh Minh rồi đó. Nhưng mà con thấy bé Minh Minh hình như vẫn còn nhát lắm. Vậy hả? Ba cũng có nghe chú Phát nói. Hôm nay có chuyện gì mà anh thấy mình cứ thở dài mấy lần? Có chuyện gì đúng không? Không, em chỉ hơi mệt thôi. Vậy à? Hôm nay anh cũng đủ thứ chuyện mệt mỏi. Thôi, nếu mệt quá hút miếng canh rồi đi nghỉ. Dạ. Em không biết làm cách nào mở miệng để nói chuyện với mình về thằng Quân đi. Anh ráng chịu khó ngồi đó chờ chút xíu nha. Đợi nhà khô rồi á, hãy đi vô trong. Tại vì hôm nay á, tôi ngủ dậy trễ, ngủ dậy lo lu bu làm đồ ăn á, nên bây giờ mới phải lau nhà nè. Mà tôi nghĩ á là tại vì anh về sớm á. Alo. 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 Ai vậy? Sao không nói tiếng nào hết vậy? Alo. Tôi không hiểu sao nhà anh á hay có mấy cái kiểu gọi điện thoại giống vậy lắm nha. Gọi điện thoại tới chơi đã, tôi bắt máy alo alo nữa tôi nói đồng hồ không thấy trả lời gì hết á. À ha, tôi biết rồi. Chắc là tại vì có nhiều người ghét anh cho nên mới gọi điện thoại phá anh á. Tôi quên nói nữa. Hồi sáng á, hình như có người tới kiếm anh. Ai kiếm? Mà sao là hình như? Thì đó, tự nhiên tới trước cửa thấy tôi xong rồi cây đi về luôn à. Mà nếu mà không có anh ở nhà thì chơi với tôi cũng được vậy. Tại cũng quen với tôi mà. Ai? Thì cái bác đó đó. Tôi gặp ở trong chùa rồi. Bác đó nhìn sang trọng lắm. Hồi nào? Có hỏi gì cô không? Có. Thì cũng hỏi thăm vài câu á. Tại vì thấy lúc đó tôi bận đồ bầu mà. Thôi tiêu rồi. Lại có điện thoại nữa rồi. Alo, dạ con nghe má. Dạ, con xin lỗi, con quên mất. Dạ, dạ con về liền. Dạ. Anh Quân, anh đi đâu mà gấp vậy? Con người gì á kỳ cục. Mặt mày lúc nào cũng lầm lầm lì lì hết á. Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy? Làm tự mắt gái mà mình gặp là mẹ anh không bằng. Có khi nào là thiệt không? Mình thấy không khỏe trong người à? Đâu có. Sao từ chiều tới giờ thấy mình lạ lạ, không nói không rằng gì hết. Mọi khi có như vậy đâu. Chắc là thằng quý tử lại gây ra chuyện gì phải không? Cứ em không vui nhất thiết là phải do thằng Quân sao? Má à, hay là má mệt, để con đưa má lên phòng nghỉ nha. Má không sao. Ai tới giờ này vậy ta? Để con ra mở cửa. Ủa anh hai, sao nay anh về trễ vậy? Anh về gặp má một chút. Mở cửa cho anh hai nhanh. Dạ. Dạ, thưa ba thưa má con mới về. Có chuyện gì vậy mà con về tối vậy? Dạ không có gì ba. Tại lâu nay con bận nhiều việc quá cho nên không về nhà thăm nhà được. Có ba ở nhà làm sao nói chuyện với má đây? Không biết má đã nói gì chưa? Sao thái độ của ai cũng khác khác. Trễ rồi, sao không để bữa nào sớm sớm rồi về? Dạ tại con... Má mệt hả má? Má hơi đau đầu. Má đi nghỉ đi. Chiều về nhà má có nói gì không? Anh hai hỏi nói gì là nói gì? Thì không có gì. Trời ơi, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Sao mà mình mới nói với ổng là mình gặp bác gái sang trọng đó, là mặt mũi ổng xanh lè xanh lét, hớt hơ hớt hải như là gặp ma á. Rồi ổng chạy một cái vèo, tới bây giờ chưa thấy về. Cái con cướp bế kìa, mày có biết chuyện gì xảy ra không? Trả lời tao đi. Hả? Mày cười cười cái gì? Mày lẹ lưỡi cái gì? Tao đang rầu thúi ruột nè, đồ vô dụng. Gọi điện cũng không được. Sao kỳ vậy? Không lẽ tao gây ra hậu quả nghiêm trọng rồi? Trời ơi, thiệt là rối quá đi. Anh hai có chuyện gì buồn hả? Có gì đâu. Em đâu còn là con nít. Anh hai có chuyện gì buồn, anh hai cứ nói với em. Anh hai đừng có giữ im lặng một mình như vậy. Cũng không có gì. Thời gian nhanh quá, mới đó mà cũng đã mười mấy năm rồi. Nhớ lúc mới về nhà, em có chút xíu gì nè, lúc nào cũng bắt anh hai cõng trên lưng chạy vòng vòng trong sân, nhớ không? Vậy mà nhìn qua nhìn lại, bây giờ có thể ngồi tâm sự với anh hai như một người bạn được rồi. Em còn nhớ hồi đó, có lần em bị té xích đu, trầy chân. Ngày nào anh hai đưa em đi học cũng cõng em tới tận cửa lớp luôn á. Hồi đó cả nhà mình vui vẻ lắm, sáng nào cũng quây quần bên nhau. Ba thì đi làm, còn em với anh hai thì đi học. Má ở nhà dọn dẹp nhà cửa, rồi cơm nước chuẩn bị cho cả nhà về cùng ăn. Hồi đó em thích nhất là mỗi buổi tối cả nhà mình quây quần bên nhau. Còn bây giờ, sao anh hai không về nhà ở hả anh hai? Anh biết, nhưng ở nhà anh với bà cứ hụt hạt hoài, má còn buồn hơn. Bà bề ngoài khó khăn như vậy, nhưng trong lòng rất thương anh hai. Còn má, tuy không nói nhưng má rất là buồn. Thỉnh thoảng em lại thấy má hay dọn dẹp phòng của anh hai. Má có nói gì anh không? Không. Nhưng chiều giờ em thấy má hơi buồn. Em biết là má có chuyện gì buồn, nhưng mà má không có nói. Bộ anh hai có chuyện gì làm cho má buồn hả? Anh cũng không biết, nhưng anh nghĩ chắc là chuyện liên quan đến Gia Linh. Vậy chuyện chị Cẩm Hường nói là thật? Chị Cẩm Hường nói gì? Thì bữa tối ở vũ hội hóa trang, chị Hường có nói chuyện với anh Đăng, là anh với chị Gia Linh đang cặp bồ, rồi còn nhiều chuyện khác nữa. Trời đất, làm gì có chuyện đó. Em có tin hay làm vậy không? Em cũng biết nữa, nhưng nếu không có thì tại sao chị Hường lại nói vậy? Mà chính mắt em cũng thấy nữa. Không phải Lần đó sơ ý, chị Gia Linh trật chân té ngã vô người anh. Đúng lúc em mở cửa bước vô nhìn thấy thôi. Vậy còn chuyện chị Linh ở nhà anh thì sao? Chị Gia Linh đang gặp khó khăn nên cần anh giúp đỡ một thời gian. Khi nào chị tìm được việc làm, chị sẽ dọn đi thôi. Vậy sao anh Hải không chịu giải thích rõ với mọi người? Ý em nói là Cẩm Hường đó hả? Trời, cái bà chàng đó nổi tiếng là tám nhất công ty. Giải thích với bà có khi còn rắc rối hơn. Nhưng còn má, sao anh Hai không giải thích để cho má hiểu? Anh cũng tính gì gặp má để nói chuyện, nhưng lúc nãy có ba, anh sợ mọi chuyện lại lầm xùm, rồi má còn buồn thêm. Em vẫn thấy chuyện này nó sao sao á. Nhưng mà thôi, anh Hai đừng có buồn nữa. Để lúc nào tiện em sẽ giải thích cho má hiểu mà. Hồi chiều này á, má có gặp anh Tú. Chắc là để hỏi chuyện của anh. Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên mà anh uống cà phê tối vậy? Đâu có. Tại còn sớm, về nhà đâu biết làm gì đâu. Có tâm sự hả? Còn Thế Quân nữa. Anh gọi từ chiều tối tới giờ mà không được. Em không biết. Không biết? Lạ nha. Một á là trái đất hình vuông, còn không á thì chú và Thế Quân có chuyện đúng không? Chứ không á, tại sao nãy giờ thấy chú không đá động gì tới nó? Gì đâu. Tại em gọi ảnh cũng không được mà. Nghe đi, ta nói là đang bận, người ta tha cho. Chứ cứ như vậy hoài á là ngồi ngoái tay suốt đó. Kệ đi, rảnh thì cứ việc mà gọi. Hay để anh nghe nha. Người ta gọi liên tục như vậy chắc là có chuyện quan trọng. Vậy nha. Dạ, để em nghe. Alo, Gia Linh hả? Tôi nghe, có chuyện gì không? Tôi đang uống cà phê với anh Đăng. Cái gì? Tôi đâu phải là bảo mẫu. Làm sao biết anh Quân của cô đi đâu được? Thôi nha. Có chuyện gì vậy? Có chuyện bực mình đi cãi bắp hả? Phiền phức gì đâu. Có gì mà quạo như vậy? Không có gì. Bà Tám nó cứ léo nhéo hoài, bực cả mình. Anh nghe hết rồi. Làm gì thì làm, đừng có để anh em tương tàn nha. Anh nói gì vậy? Anh có nói gì đâu. Anh chỉ nói á là chú với Thế Quân cứ sầu quần chuyện của Gia Linh hoài à. Có vấn đề gì hả? Nhưng Thế Quân với cây bắp có gì đúng không? Anh đang nói ai? Thì Gia Linh chứ ai. Hôm bữa anh qua nhà Thế Quân để bàn công việc thì thấy cô nàng cũng có vẻ lo lắng cho Thế Quân lắm.